Ok, hello mấy anh em. Tiếp tục anh em. Tập trước là mình làm ở trong gì? Amsterdam này đúng không? Hiệp này đúng không? Giờ mình làm tiếp. Cái Invasion này không có anh em, không có trophy. Làm tiếp đó là Zugamde ha. Lấy cái trophy của Rai Simulation gì nè. Cái trophy này nó có 4% rớt rồi nha anh em. Cái Amsterdam mấy cái kia thì 6% nhưng mà cái này có 4%. Bốn phần trăm rớt trophy la mành nha anh em, có nghĩa là cái mảnh trophy nha, chứ không phải là cái cúp đâu. Ba cái la mành đó mới ép là thành cái cúp, còn không rớt cái la mành thì phải ép 20 cái bùa, 20 cái charm ha. Rồi thì tôi nói lại ha, để quýnh được cái này thì anh em đến ặc 4 nha anh em. Ặc 4 xong rồi mình quýnh chỗ Izuo á ha, chỗ Izuo ha. Xong rồi mình nó sẽ mở cái cổng đến Live City. Live City là ở đây ha, mở cái Weboy ở đây. Live City ha, Weboy ha. Rồi, mình đi qua phía bên tay phải anh em. Bên tay trái là Library of Fate, bên tay phải nó sẽ qua cái chỗ là gọi là Live Buy ha. Rồi. Đây chính là cái chỗ mình làm cái nhiệm vụ đó. Thì đây nó có mấy một một đường một à, anh em cứ chạy thôi. Đi còn không thì có thể dịch chuyển ha, nói xong làm sao cho tới cái đó nhanh được. Ủa dịch chuyển đi đâu à? Đi đi lên mới đúng, như đi ngược lại đi sai nè. Đi lên nha, đây level 3 level 2 vô tiếp tục anh em, nó có thêm một đường nữa mình tiếp tục đi tiếp. Đây nó mình có dịch chuyển đúng không, dịch chuyển qua bên đây nè đó. Rồi lên đây ha, dịch chuyển tiếp đó, nhanh không, còn không thì chạy bộ ha. Anh nào không có chiêu linh thì đi bộ. Ở đây mình có level 3 level 3 ha, không nó là level 2 à, level 3 level 2 xong mình đến cái nữa là Light on Ash Recommender này không? Rồi tao nát rồi. Rồi. Tới đây có Duck Wanderer. Biến mở hai cái cổng. Một cái là Bull Up Wisdom. Quýnh mở theo eo. 120 mới vô được nha anh em. Một cái là Horn of Valor, quýnh thằng Imperius. Còn ở trên góc trên đây là có một cái vòng anh em. AD Rampage này là dùng để quýnh Udacin nha anh em. Cái đó làm trophy sao. Ok. Thì như cũ rồi, giờ mình có đại đúng không? Triệu hồi ra mấy thằng đại cho nó quýnh thằng và mấy thằng này nó nói chung là mà heo nó cũng có chiêu triệu hồi AD rầm nha anh em. Lên là đại của mình quýnh với không, đại nó thì quýnh không được, chỉ có đại của mình quýnh nó thôi. Đây đó, đây cho đại mình quýnh nó ha. Đại mình đẹp hơn đúng không em, đại mình nó có hào quang nè, còn đại của nó thì không có, mà thể eo ách anh Angel ha, tổng lãnh thiên thần. À. Rồi. Cái lamination này. Đây ra. Vô đây. Quýnh thằng đây. Imperius. Hồi nó phải lò ha. Cười ghê.
Đây mình quýnh hơi lâu ta. Rền quá. Để mình giúp cho nhanh. Ấy. Không sao anh em. Chết thôi chứ có đâu. Nói chung là mình quýnh hai thằng mình sẽ lụm được hai cái cúp đó, hai cái charm đó ha, nên là tỷ lệ nó hơi thấp là do vậy anh em. Nhưng mình quýnh một lần được hai hai cái nên là chỉ có 4% ha. Một cái đi rầm này không. Nếu mình giết trong hàng này trong vòng 1 phút á, mình giết mà eo xong mình bay qua mình giết cần Imperius á trong vòng 1 phút thì mình ép ra tới cộng thêm được hai vòng này ha. Cái đó thì mình không cần anh em. Đã làm rồi. Ủa. Ê. Hình như mình giục trái tim của Amsterdam trọng thì phải. Đúng rồi anh em. Tôi giục trái tim của ngáp mô đan tổng anh em ơi. Đây nè, mắc trái tim rồi nè. Nãy trái tim tôi bỏ trong lại lại quên lại lấy. Bị chỗ nào ta, chỗ quýnh Nimber rớt đúng không? Chết mẹ rồi. Rớt mắt trái tim của Asmodan này anh em ơi. Nãy tôi quăng ra rớt mẹ nó này. Muốn khóc thiệt chứ. Rồi, mắt trái tim Asmodan này. Thôi, đó làm lại cái khác thôi. Rồi. Nói chung là F3 cái là mạnh vậy ha. Sẽ ra có được cái trophy của Zugamande cộng 5% attribute. Không. Đây, Zugamande. Có thêm chứng nhận Divine Mandate. Là gì? 5% chứ có tính không? Mệnh lệnh thần thánh ha. Nó là cái này anh em. Divine Monday. Thôi. Bà mẹ nó mắc cái kia rồi. Uổng quá. Phải làm lại thôi nhưng mà thôi. Lỡ là biết sao giờ vô không được không sao lấy. Vãi chưởng. 30 giây nó lóc đầu rồi anh em ơi. Vãi. Ok. Cái trophy này ở đây kết thúc nha anh em. Bye bye.